Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay bên Camera An Thi sẽ giới thiệu mọi người về một cái UPS lưu điện mới, phiên bản mới của năm 2020. Cái này là sẽ sử dụng cho từ 8 tới 12 mắt camera. Đấy. Đây, ở đây thì nó có đây. Các cổng camera mình đấu ở đây nó có tất cả là 9 cổng ra nhé. 9 cổng này sẽ mỗi một cái cổng này là sẽ đấu được cho hai cái mắt 30 mét. Tức là mắt có bức xạ hồng ngoại 30 mét đấy, còn mắt 80 mét thì một cổng này là đấu cho một mắt nhé. Tức là tại loại ở đây là mình sẽ đấu được 8 cái mắt 80 mét, một cái đầu thu, một cái wifi. Còn nếu mà mắt 30 mét ấy thì sẽ đấu được 12 chiếc nhé, đấu được 12 mắt. Đấy. 12 mắt 30 mét. Đấy, thời gian lưu điện cho 8 mắt là khoảng 9-10 tiếng đồng hồ với bình 30 A chuẩn. 9 mà 10 tiếng. Đấy. 9 tới 10 tiếng đồng hồ. Đây nó có cái cổng 1 2 3 này, dương đây. Đây là cực âm bên dưới, cực dương bên trên. Đây là các cái đèn báo, đây là các cái cầu chì bảo vệ của từng mắt camera. Mỗi một cái cầu chì này là 1,5 A. Đây là công tắc tắt bật các cái mắt này. Đấy, bật này. Đây là công tắc tắt bật của mắt nhé, không phải là tắt bật của hệ thống này đâu nhá. Cái UPS này không có công tắc tắt bật hệ thống. Mất điện nó tự chạy. Cái lưu điện này nó mất điện nó tự chạy và có điện nó tự nạp, mọi thứ đều là tự động. Cái này là phiên bản sử dụng cho ắc quy nhé. Còn các bạn chú ý ắc quy là đấu rời ngoài. Thế còn nếu mà bạn muốn mua cái phiên bản mà ắc quy để trong hộp thì bạn mua cái phiên bản kia, phiên bản này là ắc quy để ngoài cho nó rẻ. Không, hộp này không chứa ắc quy. Hộp này có chứa nguồn rồi, này, nguồn của nó là 10 A. Đấy, và sạc ắc quy, dòng sạc ắc quy là sạc 3 giai đoạn, sạc thông minh. Đấy, nó sạc 3 giai đoạn. Đây ví dụ nó đang sạc vào ắc quy là sạc được 11 A rồi. 11,38 A, đã dòng sạc đang là 0.4. Thời gian chạy là 10 tiếng 10 phút. Cái số trên đây là thời gian chạy nhá, còn cái này là báo là dung lượng đã sạc vào bình này. Đây là báo điện áp ắc quy đã đầy 100% này, nhưng mà vẫn đang sạc trích vào, nó phải 13,8 cơ thì nó mới ngắt, nó đang 13,5. Còn điện áp điện lưới đang là 13 V. Cái này thì tùy từng cái, có cái thì là 13 V, có cái là 12,6, nhưng mà mình đang chỉnh là 13 V. Đấy. Chỉnh cho mọi người là 13 V hoặc là chỉnh 12,6, 12,8 gì đấy. Hoặc 12 V cũng được, đấy không quan trọng. Mình chỉnh 13 V. Đây là cái cổng này. Cổng kết nối. Ở đây ví dụ đầu ghi bạn phải đấu đây nhá. Đây ví dụ mình đang đấu tải, đây là một cái bóng điện 50W 12V. Đấy. Cái bóng điện này tiêu thụ dòng là 4,7 A. Đấy nó lên 4,7A này. Đấy nó đang ăn điện lưới. Còn điện ắc quy đang sạc là 0,3. Nên tổng cái dung lượng mà đã sạc cho ắc quy là 11,39 A. Cái UPS này thì nó khác với UPS đời trước, là cái này thì cái phiên bản này nó sẽ rẻ tiền hơn, nhưng mà nó sẽ có thêm chức năng là tự động xả ắc quy sau 15 ngày nếu bạn không dùng. Tức là trong vòng sau ngày 15 ngày nếu như bạn không mất điện thì nó sẽ tự động xả hết ắc quy, sau đó nó lại nạp điện lại. Đấy, tức là nó sẽ không để ắc quy ngậm điện, khi sạc đủ rồi thì nó sẽ ngừng ắc quy, ngừng sạc. Đấy, và cái nó, sau 15 ngày nó sẽ tự xả điện ắc quy đi. Tức là chế độ bảo dưỡng ắc quy là 15 ngày sẽ tự động xả một lần. Nếu với trường hợp là không mất điện nhé. Còn khi mất điện rồi thì nó lại đếm chu trình, nó lại đếm bắt đầu 15 ngày. Bao giờ cái số 10 giờ 12 phút này nó lên là 15 ngày tròn này thì bắt đầu nó sẽ cái hệ thống này nó sẽ tự động nó xả hết ắc quy, nó không lấy điện nguồn nữa, nó sẽ xả hết ắc quy đi. Đấy. Đây là cái cơ chế của nó. Cái này đang sử dụng là ắc quy, bạn mua ắc quy thì có thể liên hệ bên mình cũng bán luôn ắc quy. Còn nếu mà phiên bản mà chạy cho pin lithium ấy thì bạn cần phải chat với shop nhé. Số điện thoại là 0987006938. Mình có bán trên Lazada và Shopee, shop là Camera Ân Thi hoặc là Solar Hưng Yên. Đấy. Đây bây giờ mình đang thử cho mọi người xem này. Đây đang chạy với một cái bóng điện 55W. Đây bóng điện này. Đấy.
đang chạy cho bóng điện 55W, bây giờ đang có điện nhé, có điện ở trên điện áp lưới là 13V này, cường độ dòng điện đang tiêu thụ là 4,6A này. Đấy. Cái đầu thu thì đấu đây nhá. Wi-Fi cũng có thể đấu đây được nhưng mà đầu thu bắt buộc phải đấu đây. Vì dưới đây các cái cầu chì 1,5A đầu thu nó ăn 2A là nó không 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 đấu hoặc là cháy cầu chì ở đây luôn. Cầu chì này chỉ sử dụng cho camera và Wi-Fi thôi. Nó có 9 cổng ra đấu cho 9 9 cái Wi-Fi. À 9 cái mắt camera. 8 cái mắt camera và một cái Wi-Fi. Đấy, hoặc bạn có thể đấu 12 cái mắt camera vào đây thì mỗi một cổng này mình phải, sẽ có cổng mình phải đấu 2 cái camera vào. Và camera nếu đấu đôi thì nó là loại 30m nhé, còn loại 80m thì đấu một cổng này một cái thôi, nó cứ cộng bên trên trừ bên dưới. Đấy. Thế còn đây, đây ổ cắm điện của nó bên này, bên ngoài nó có mỗi một cái đèn báo nguồn thôi. Đấy, ổ cắm nguồn này. Đây, ví dụ mình rút điện ra này, là coi như mình đang mất điện nhé. Đấy, nó sẽ báo là chạy bình này. Điện áp kia bắt đầu nó giảm xuống. Cường độ dòng điện đang là 4,6A. Tức là khi mất điện này thì là nó sẽ lập tức nó nhảy sang chế độ chạy bình AQ. Đấy, bây giờ điện áp AQ đang là 12,8, đang chạy bình. Bắt đầu tính thời gian chạy bình này. À, khi nào điện nó xuống 10,5V thì nó sẽ ngắt ắc quy nhé, để bảo vệ ắc quy nó sẽ không xả, nó không không đóng điện ra nữa. Này, bóng điện vẫn đang chạy bình thường, cường độ dòng điện là 4,5, biến áp ắc quy đang là 12,6. Đấy, thì nó sẽ khi mất điện nó lên chữ chạy bình này. Cắm điện lại nhé. Cắm điện lại thì bắt đầu là nó lại báo điện lưới này. Báo điện lưới, báo cường độ dòng điện, báo điện ắc quy này, nó sẽ báo sạc. Đấy, đang sạc 0,1A. Cái dòng sạc này nó khoảng 1,4, 1,3, 1,4A. Thế nên để nó sạc đầy một cái bình 30A này là phải mất khoảng 15 tiếng đồng hồ nhá. Vì nó mới sạc đầy, bởi vì cái đây là cái công nghệ sạc là smart, sạc thông minh. Nên ra là nó không cần phải sạc nhanh đâu. Bình tối đa lắp cho cái hệ thống này là bình 60A, tức là bạn lắp được hai cái bình 30A cộng lại, hoặc là bạn lắp một cái bình 50A to cũng được. Bình 60. Đấy, với một cái bình 60A thì thời gian lưu nó sẽ khoảng tầm 20 tiếng. Là bình 60A thời gian lưu điện là khoảng 20 tiếng. Bởi vì ban đêm ấy thì nó sẽ tiêu thụ nhiều điện hơn ban ngày. Ban ngày nó tiêu thụ điện ít thì là thời gian lưu nó sẽ lâu. Còn ban đêm khi nó bật đèn hồng ngoại lên thì nó sẽ tiêu thụ điện gấp rưỡi nên là thời gian lưu sẽ giảm xuống. Thế nên là ví dụ một cái bình AQ 30A chuẩn sẽ được 10 tiếng. Nhưng mà hai cái thì chỉ được 20 tiếng thôi. Bởi vì là mình còn tính cả thời gian ban đêm chứ không phải lúc nào cũng có, ban ngày nó chỉ có 12 tiếng thôi. Thế còn đâu là ban đêm. Thế nên là thời gian sẽ lưu cho hai cái bình 30A là 60A là nó sẽ là 20 tiếng đồng hồ. Đấy, thế còn nếu mà muốn lưu một ngày thì mình phải tăng ắc quy lên. Nhưng mà cái hệ này nếu mà tăng ắc quy lên thì vẫn được, nhưng mà cái vấn đề là nó sạc nó sẽ rất lâu đầy ắc quy. Đấy. Các bạn cũng có thể tăng 3 bình cũng được, không ảnh hưởng gì đến hệ thống cả, vì hệ thống mạch sạc riêng, mạch nguồn riêng. Đấy, nó đang sạc, sạc là 1,1A. Đây, mình lại rút điện ra này. Đấy, thì nó báo mất điện và nó lên chữ chạy bình luôn. Khi nào nó sạc đầy, nó sẽ lên chữ là chạy lưới. Thay ví dụ mình cắm điện nhé. Đấy, nó có chữ chạy lưới kìa. Đấy, nó đang báo là đang chạy điện lưới. Và sau một lúc thì khoảng
Trên 10 giây bắt đầu nó sẽ chuyển sang chế độ sạc AQUY. Nếu mà nó thấy AQUY còn non điện thì nó bắt đầu nó sạc vào. AQUY đầy rồi thì nó sẽ không trên sạc nữa thì nó sẽ báo nó chạy lưới. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm. À, cái này thì nó sẽ rẻ tiền hơn là cái bộ mà có kèm AQUY mà mình vẫn đang bán từ trước đến giờ. Cái này thông minh hơn một chút là nó sẽ 15 ngày nó sẽ tự động xả điện, xả AQUY nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Ai muốn mua thì liên hệ 0987006938, Zalo, Facebook.